Có rất nhiều anh em ở dưới miền Tây làm những cái trò dơi như thế này nè anh em. Làm một thời gian dài nhưng số lượng dơi về cũng có nhưng mà không được nhiều. Lý do là anh em làm chuồng cũng tốt. Nhưng mà bây giờ anh em biết đó, người ta nuôi yến hay bất cứ cái gì người ta cũng đều dùng âm thanh để dụ. Thì bên Thuận là có cái âm thanh của con dơi cái, dê đực là dê con, mà cái kiểu kêu không phải là tiếng dơi mà anh em trên mạng YouTube mà đào về mấy cái tiếng dơi đó kêu để bị bẫy hoặc là cắn nhau hơn thua thôi nha anh em. Tiếng dơi này là kiểu như con cái nó kêu con đực nó kêu con cái, và con nó kêu kiểu như kêu ba mẹ nó là con đực con cái về anh em. Cái tiếng dơi Thuận bán cho anh em á, thì ví dụ như buổi tối tầm khoảng chừng 2-3 giờ đêm, anh em chịu khó mở lên khoảng nửa tiếng hoặc là 1 tiếng xong anh em tắt, ngày nào cũng vậy anh em, đến khi anh em dụ dê về được khoảng số lượng vừa đủ là anh em không dùng nữa, nhưng lúc nào mà bầy nó kém thì anh em dùng. Còn ví dụ như ở nơi xa có, anh em có thể trích cho nó về và nhân giống làm nhiều chuồng hơn, như vậy nó sẽ hiệu quả hơn nha anh em. Để anh em đầu tư vô mấy chục triệu, mấy triệu mà anh em không có dê về thì nó cũng hơi buồn. Anh em cứ liên hệ với Thuận để Thuận tư vấn thêm cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thuận xin đưa mấy cái tiếng dê ra rồi chèn bài nhạc vô anh em nồng thần, thì liên hệ với Thuận để Thuận tư vấn thêm. Thuận bán cái file gốc gọi dê về cho anh em. Cảm ơn anh em nhiều. Anh em dụ dê về ở chòi mà anh em lập ra một thời gian dài mà dê nó về mà số lượng nó thấp rồi đi đi về về không ổn định anh em, thì như Thuận nói là anh em cần có cái thẻ nhớ nè. Cái thẻ nhớ này thì mấy cửa hàng điện thoại di động bán rất là nhiều, nhưng mà quan trọng là mình chép cái file âm thanh của cái con dê cái, dê đực là dê con như vậy nè anh em. Thì ngoài thẻ nhớ ra, nếu mà anh em thích USB thì có USB, thì đây là số điện thoại của Thuận và đây là cái kênh YouTube săn bẫy của Thuận. Thì nếu anh em mà có nhu cầu á, nếu mà anh em mà có nhu cầu và điều kiện, anh em sắm thêm cái loa điều khiển từ xa anh em, cái loa điều khiển từ xa để chi, để ví dụ như đêm tối á, anh em khỏi phải leo lên bậc hay là mất thời gian, anh em chỉ cần có cái đồng mod là anh em mở ra là được, để Thuận làm cho anh em coi. Những quay có thể anh em thông cảm đó, thì nó như vậy nè anh em, nó mở lên nè, anh em dẫn núm này đó. Xong đó. Thì nó vậy nha anh em, nó có hai cái khe, một đây là khe thẻ nhớ nè, bên đây là khe của USB. Thì Thuận thử cái thẻ nhớ cho anh em coi, đây nè thẻ nhớ nè, anh em bỏ vô nha, đút vô đây. Thì đây là cái đầu mod này nè, anh em mở lớn lên tí xíu đó. Đây là tiếng của con dê dê cái nha anh em. Còn đầu mod thì anh em cắt cái này xuống, anh em có thể là dùng đồ mod này, anh em có thể ở nhà cách xa chòi khoảng chừng 3 đến 500 mét vẫn được nha anh em. Anh em chỉ cần nằm trong nhà khoảng 1 2 giờ đêm, 2 3 4 giờ sáng anh em bật tắt thôi, ví dụ tắt nè. Không, ví dụ bật nè. Anh em đổi qua bài nè. Đây là tiếng dây đực này nè. Anh em chỉnh to nhỏ ở đây. Đó, thì như vậy thôi. Anh em mua thẻ cũng có thể mà mua luôn cái loa cũng được, không thì anh em về nhà tự mua loa sau cũng được. Anh em cứ liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em. Thì theo đó thì nó kèm theo là có cái cục sạc rồi túi đựng đồ này nọ, anh em chỉ bỏ cái loa lên chòi thôi. Cảm ơn anh em rất